Thân chào các em học sinh lớp 3 đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Cô có một bức tranh, các con hãy quan sát xem các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì nhé. Các bạn thiếu nhi trong bức tranh đang biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Các bạn hát chèo nè, thổi khèn, đánh đàn, đóng vai hề và có bạn còn đang vẽ nữa. Hay cô nói cách khác, các bạn đang biểu diễn nghệ thuật. Trong 2 tuần 23 và 24, các em sẽ được học các bài gắn với chủ điểm nghệ thuật. Qua đó, các em sẽ có hiểu biết về những người làm công tác nghệ thuật, những hoạt động nghệ thuật và các bộ môn nghệ thuật nữa đó. Bây giờ chúng ta cùng bước vào bài học nhé. Ngày hôm nay các em sẽ được làm quen với một nhà ảo thuật tài ba qua bài tập đọc Nhà ảo thuật. Các em hãy quan sát cho cô bức tranh sau đây và cho biết những người trong tranh đang làm gì về các em. Bức tranh vẽ khung cảnh mọi người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn ăn. Có một người đàn ông đang giơ hai tay lên như đang biểu diễn một nghệ thuật nào đó. Và bé gái ngồi chăm chú nhìn người phụ nữ đang mở nắp lọ. Bên trong chiếc lọ có các dải băng đủ màu sắc bắn ra. Bên cạnh là một cậu bé đang chơi đùa cùng với chú thỏ. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài tập đọc nhé. Các em hãy mở sách giáo khoa tiếng Việt tập 2, trang 40 và 41 để theo dõi câu chuyện. Các em lắng nghe cô đọc nhé. Nhà ảo thuật. Ở nhiều nơi trong thành phố, người ta dán quảng cáo về buổi biểu diễn của một nhà ảo thuật Trung Quốc nổi tiếng. Chiều nay, trường của Sophie và Mark tổ chức cho học sinh đi xem. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện. Các em biết mẹ rất cần tiền. Tình cờ, trong lúc ra ga mua sữa, hai chị em gặp chú Lý, nhà ảo thuật. Các em giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Biết hai chị em thích xem ảo thuật, chú Lý bảo các em chờ một lát. Nhưng chị em Sophie đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác. Thế rồi, chẳng biết hỏi thăm ai. Buổi tối hôm ấy, chú Lý tìm tới nhà. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Bước vào nhà, chú nói, tôi đến để cảm ơn các con chị, các cháu rất ngoan. Mẹ mời chú Lý uống trà. Chú nhận lời. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà cứ chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sophie lấy một cái bánh, đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra. Còn Mark đang ngồi, bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra, đó là một chú thỏ trắng mắt hồng. Hai chị em thán phục nhìn chú Lý. Đúng là một nhà ảo thuật đại tài. Theo Blyton, Lương Hồng Dịch. Các em đã nghe cô đọc xong bài tập đọc này rồi. Bây giờ các em hãy đọc nối tiếp câu và tìm những từ khó đọc nhé. Ở bài tập đọc này, các em cần lưu ý đọc đúng một số từ sau đây. Trong đoạn thứ nhất, cô có từ biểu diễn. Đối với từ biểu diễn, các em cần lưu ý vần yêu trong tiếng biểu, vần yên và thanh ngã trong tiếng diễn. Các em nghe cô đọc biểu diễn, biểu diễn. Các em hãy đọc lại. Cũng trong đoạn này, cô có từ ảo thuật. Khi đọc, các em lưu ý đọc đúng phần ức trong tiếng thuật. Các em lắng nghe cô đọc. Ảo thuật.
lại từ này. Bây giờ các em hãy đọc lại câu có hai từ khó đọc nhé. Tiếp theo trong đoạn 4, cô có từ thán phục. Khi đọc từ thán phục, các em lưu ý vần an trong tiếng thán. Các em lắng nghe cô đọc. Thán phục, thán phục. Các em hãy đọc lại từ này. Bây giờ các em đọc lại câu có từ thán phục nhé. Các em hãy đọc lại các từ này một lần nữa. Chúng ta cùng quay lại với bài tập đọc. Theo các em, bài tập đọc này được chia thành mấy đoạn? Bài tập đọc được chia thành 4 đoạn. Phía trước mỗi đoạn đều có đánh số đó các em. Sau khi đã xác định được các đoạn của bài, các em hãy đọc nói tiếp đoạn. Trong bài có một số câu văn khá dài, các em cần ngắt nghỉ hơi đúng. Trong đoạn 1 của bài có câu văn này khá dài. Các em sẽ ngắt nghỉ hơi sau từ nào? Các em đã có câu trả lời chưa nào? Chúng ta sẽ ngắt hơi sau từ nhân và sau từ mua vé. Các em lắng nghe cô đọc nhé. Nhưng hai chị em không dám xin tiền mua vé vì bố đang nằm viện. Các em biết mẹ rất cần tiền. Các em hãy đọc lại. Tiếp theo trong đoạn 2, cô thấy có câu văn này khá dài. Các em sẽ ngắt nghỉ hơi sau từ nào? Chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau từ nhân và từ dặn. Các em nghe cô đọc. Nhưng chị em Sophie đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn, không được làm phiền người khác. Các em hãy đọc lại nhé. Em đã luyện đọc được đúng các từ và ngắt nghỉ hơi đúng ở các câu văn dài. Sau đây chúng ta sẽ cùng giải nghĩa từ để có thể nắm được nội dung bài tốt hơn. Ngay trong tựa bài và câu đầu tiên của đoạn 1, chúng ta đã có từ ảo thuật. Theo các em, ảo thuật có nghĩa là gì? Ảo thuật là nghệ thuật dùng sự khéo léo tạo ra nhiều biến hóa, khiến người xem tưởng có phép lạ. Vậy các em đã từng được xem một buổi trình diễn ảo thuật nào chưa? À, đa số các bạn học sinh trường mình vào tháng 1 hàng năm sẽ được xem xiếc Mộc Viên. Trong buổi biểu diễn sẽ có những màn biểu diễn ảo thuật rất hay và đặc sắc. Nếu bạn nào chưa có dịp xem một buổi biểu diễn ảo thuật thì cô mời các bạn hãy xem trích đoạn sau đây. Chú ảo thuật gia thật là tài ba đúng không nào? Tiếp theo trong câu đầu tiên của đoạn số 2, cô có từ tình cờ. Tình cờ có nghĩa là gì vậy các em? Tình cờ có nghĩa là bất ngờ, không biết trước, không định trước. Cô có một ví dụ. Hôm qua em tình cờ gặp lại người bạn cũ. Thì tình cờ ở đây có nghĩa là mình gặp lại một người bạn cũ trong một tình huống bất ngờ, không định trước. Trong đoạn 4 của bài, cô có từ chứng kiến. Chứng kiến
có nghĩa là chính mình trông thấy. Để các em có thể hiểu rõ hơn, cô có một câu ví dụ. Em đã chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Có nghĩa là chính mình đã trông thấy sự việc đó. Cũng trong đoạn số 4, cô có từ thán phục. Thán phục có nghĩa là gì thế các em? Thán phục là đánh giá cao tài năng của người khác. Như trong câu sau đây, tất cả chúng em đều thán phục tài vẽ của bạn Hân. Có nghĩa là các bạn ai cũng đánh giá cao khả năng vẽ của bạn Hân đó các em. Tiếp theo, trong câu cuối cùng của đoạn 4, cô có từ đại tài. Đại tài có nghĩa là rất tài. Các em hãy đọc lại các từ này một lần nữa nhé. Vậy là chúng ta đã giải nghĩa được các từ khó trong bài. Sau đây cô mời các em sang phần tìm hiểu bài. Các em hãy đọc thật kỹ bài tập đọc để có thể trả lời đúng các câu hỏi trong bài nhé. Bây giờ các em hãy đọc thầm lại đoạn thứ nhất và trả lời cho cô câu hỏi: vì sao chị em Sophie không đi xem ảo thuật? Các em đã có câu trả lời cho mình chưa nào? Các em hãy xem phần gợi ý câu trả lời của cô nhé. Chị em Sophie không đi xem ảo thuật vì bố của các em đang nằm viện. Mẹ rất cần tiền chữa bệnh cho bố. Các em không dám xin tiền mẹ để mua vé. Nhưng trong bức tranh ở đầu bài, chúng ta đã thấy chị em Sophie đã gặp được nhà ảo thuật. Vậy cuộc gặp gỡ đó diễn ra như thế nào? Các em hãy đọc tiếp đoạn số 2. Các em đọc thầm đoạn 2 và trả lời cho cô câu hỏi: hai chị em Sophie đã gặp và giúp đỡ nhà ảo thuật như thế nào? Cô mời các em xem gợi ý câu trả lời. Tình cờ gặp chú Lý ở ga nên hai chị em đã giúp chú mang những đồ đạc lỉnh kỉnh đến rạp xiếc. Vậy vì sao khi đã gặp được một nhà ảo thuật, các em không nhờ chú Lý dẫn vào rạp? Các em đã có câu trả lời chưa? Các em hãy xem phần gợi ý câu trả lời của cô. Vì hai chị em nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác nên không muốn chờ chú trả ơn. Thế sau khi Sophie và Mark đi về nhà, buổi tối hôm ấy đã có chuyện gì xảy ra? Cô mời các em đọc tiếp đoạn số 3 và đoạn số 4. Sau khi Sophie và Mark về nhà thì chú Lý đã tìm đến nhà Sophie và Mark. Vậy vì sao chú Lý lại tìm đến nhà của hai bạn nhỏ? Các em hãy đọc thầm đoạn số 3 và số 4 để trả lời câu hỏi nhé. Chú Lý tìm đến nhà của hai bạn vì chú muốn cảm ơn hai bạn nhỏ rất ngoan đã giúp đỡ cho chú. Khi chú Lý đến nhà của hai bạn, mẹ của Sophie và Mark đã mời chú uống trà. Vậy thì những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà? Các em hãy tiếp tục đọc thầm đoạn 3 và 4 để trả lời cho cô câu hỏi này nhé. Các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Các em hãy xem phần gợi ý câu trả lời của cô. Việc trả lời câu hỏi trên, theo em, chị em Sophie đã được xem ảo thuật chưa? À, dựa vào những điều thú vị và bất ngờ đã xảy ra khi mọi người uống trà, thì ta có thể thấy chị em Sophie đã được xem ảo thuật ngay tại nhà của mình đó các em. Sau khi đã tìm hiểu được bài tập đọc này, các em hãy cho cô biết nội dung của bài nói lên điều gì?
Bài tập đọc đã khen ngợi hai chị em Sophie là những em bé ngoan, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bên cạnh đó, bài cũng khen ngợi chú Lý là một người tài ba, nhân hậu, rất yêu quý trẻ em. Vậy các em đã học được điều gì qua câu chuyện về hai chị em Sophie? Câu chuyện đã nhắc nhở chúng ta phải biết ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và biết giúp đỡ mọi người xung quanh mình nữa nhé các em. Vậy là các em đã nắm được nội dung của bài tập đọc. Để các em có thể đọc hay và diễn cảm hơn, chúng ta sẽ tiếp tục sang phần luyện đọc lại. Chúng ta sẽ luyện đọc lại đoạn văn này. Khi đọc đoạn văn, các em chú ý nhắc nghĩ hơi đúng và nhấn giọng ở những từ ngữ biểu thị sự bất ngờ và thích thú của chị em Sophie trước những chuyện lạ xảy ra nhé. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Mẹ mời chú Lý uống trà, chú nhận lời. Nhưng từ lúc chú ngồi vào bàn, cả nhà chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sophie lấy một cái bánh, đến lúc đặt vào đĩa lại thành hai cái. Khi mẹ mở nắp lọ đường, có hàng mét dải băng đỏ, xanh, vàng bắn ra. Còn Mát đang ngồi, bỗng cảm thấy có một khối nóng mềm trên chân. Hóa ra, đó là một chú thỏ trắng, mắt hồng. Các em hãy luyện đọc lại đoạn văn này nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Các em hãy đọc lại bài và trả lời các câu hỏi. Sau đó xem trước bài tập đọc chương trình Siết đặc sắc trong sách Tiếng Việt 3 tập 2 trang 46 và 47 nhé. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp các em ở các bài học sau.